Nếu bạn đã theo dõi kênh của mình và có ý định muốn làm freelancer thì rất có thể bạn đã cân nhắc việc tham gia khóa học của mình. Nhưng bạn vẫn có thể còn do dự bởi vì không biết là mình nhận được cái gì từ khóa học này. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu những thứ bạn nhận được khi mà tham gia khóa học làm freelancer của mình. Đầu tiên, bạn sẽ nhận được ebook. Quyển ebook này sẽ giới thiệu toàn bộ những cái thứ bạn cần biết về thế giới freelance để bạn có thể tự tin bước chân vào cái con đường này. Tiếp theo, bạn sẽ nhận được khóa học bằng video. Khóa học này chủ yếu sẽ đi sâu vào việc làm thế nào để xây dựng hồ sơ của bạn, làm thế nào để gửi những cái thư xin việc, những cái chào giá tới khách hàng để khiến người ta muốn theo bạn. Mình sẽ chỉ cho bạn rất nhiều bí kíp, rất nhiều thủ thuật để giúp tỷ lệ thành công trên các nền tảng freelancer của bạn tăng cao hơn. Đồng thời, để đảm bảo là bạn có được việc làm ở trên các nền tảng này, thì mình sẽ hỗ trợ bạn một cho tới khi bạn tìm được thu nhập ổn định trên các nền tảng freelancer. Hình thức hỗ trợ này sẽ là qua tin nhắn nhé. Tại vì có đôi khi mình có quá nhiều người nhắn tin, có đôi khi mình quên trả lời. Cho nên nếu mà bạn trả lời mà không được mình hồi đáp thì cứ nhắn tin nhắc nhé, hoàn toàn bình thường, không có gì phải ngại nhé. Nhiều bạn học viên mua khóa học xong mà hầu như không nhắn tin với mình. Trong khi theo thống kê của mình thì những người càng nhắn tin với mình càng nhiều thì khả năng thành công và kiếm được nhiều tiền ở trên Upwork càng cao. Cho nên mình mới quay riêng một video nhắc nhở mọi người nhớ nhắn tin với mình để được mình hỗ trợ. Cái này thì nó sẽ trái ngược so với đa số những người bán khóa học khác ở trên mạng. Rất nhiều người bán khóa học thì rất là sợ học viên nhắn tin với mình. Cho nên nhiều người sẽ lập ra một cái group Facebook và cho tất cả học viên vào cái group đó. Nhưng bản thân cái group đó thì nhiều khi họ cũng để cho nó tự sinh tự diệt. Chả như cái nhóm này, nó được lập ra với cái mục đích ban đầu theo như quảng cáo là để hỗ trợ học viên. Hiện tại có hơn 9.000 thành viên, nhưng trong tháng trước chỉ có một bài viết. Như vậy thì cái nhóm này hầu như chẳng có tác dụng gì trong việc hỗ trợ học viên nữa, phải không ha? Còn số học viên của mình chắc chắn sẽ ít hơn cái số 9.000 rất là nhiều. Nhưng mỗi ngày mình trả lời tới hàng trăm tin nhắn hỗ trợ các bạn học viên. Việc nhắn tin hỗ trợ với nhiều người như vậy thì có phiền cho mình không? Tất nhiên là có phiền chứ, nhưng mình vẫn sắp xếp được. Và cái suy nghĩ của mình là thay vì mình ngồi mình suy nghĩ những cách thức chạy quảng cáo để bán được nhiều khóa học hơn, thì mình ngồi mình hỗ trợ học viên một cách tốt nhất có thể, để những học viên này người ta xem xong khóa học, người ta được nhận hỗ trợ tốt, người ta sẽ muốn giới thiệu khóa học của mình cho những người khác. Chẳng hạn như ở đây các bạn thấy là chồng bạn này đã là học viên của mình, thì bây giờ bạn này muốn tham gia khóa học thì có thể lấy ngay tài khoản của chồng để tham gia. Nhưng bạn này lại không muốn, bạn này lại muốn mua một cái tài khoản riêng để xem cho nó thuận tiện và được mình hỗ trợ. Đó, thì mình mong muốn là các học viên khác của mình cũng sẽ như vậy. Ngoài ra thì hiện tại mình còn chỉ các bạn học viên học edit video cơ bản miễn phí. Đó, mình sẽ gửi cho các bạn tài liệu và các video hướng dẫn để bạn làm theo. Sau khi bạn làm ra video thì sẽ gửi những kết quả cho mình để mình đánh giá, mình nhận xét. Tại vì nhiều khi đã xem video hướng dẫn, nhưng những video đầu tiên mà chúng ta làm ra nhiều khi nó mắc những cái lỗi khiến cho khách hàng không muốn thuê bạn và khiến cho khán giả không muốn xem video của bạn. Nó thì mình sẽ ngồi xem qua để góp ý chỉnh sửa những cái lỗi đó để giúp tỷ lệ thành công của bạn cao hơn. Rất là nhiều bạn học viên sau khi hoàn thành những cái bài thực hành trong cái tài liệu hướng dẫn thì đã kiếm được những công việc edit video YouTube, TikTok cho các khách hàng ở trong và ngoài nước. Còn một điều mà mình có thể khẳng định là nếu bạn tham gia khóa học này của mình mà vẫn không tìm được một công việc freelance nào thì khả năng cao freelancer không dành cho bạn. Tại vì thực sự là mình hỗ trợ hết cỡ luôn. Được hỗ trợ như vậy mà bạn vẫn không tìm được một công việc freelance nào thì thực sự là bạn rất là khó để mà sau này tự bước chân trên con đường freelancer của bạn. Do đó, nếu bạn mua khóa học này của mình mà vẫn không tìm được việc thì bạn có thể yên tâm là con đường làm freelancer không dành cho bạn. Và bạn có thể yên tâm thoải mái lựa chọn những con đường xây dựng sự nghiệp khác phù hợp hơn với bạn.